Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút là không giờ phát sóng quen thuộc. Và ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới rất là thú vị, rất là hấp dẫn và sau khi mà nghe xong thì quý vị tưởng tượng rằng mình chính là nhân vật ở trong đó. Câu chuyện có tựa đề Bước nhầm trốn hào môn được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến sẽ là những tình tiết vô cùng thú vị giữa hai cô gái. Một cô gái tên Đào và một cô gái tên là Hương. Hai cô gái này thì thân phận hoàn toàn khác nhau. Nhưng sau khi mà đi lấy chồng thì hai người lại cũng đổi thân phận cho nhau. Và chuyện gì sẽ xảy ra? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Quý vị khán thính giả thân mến sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Bước nhầm Chốn hào môn, tác giả Mộc Miên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tránh ra, mau tránh đường! chục tiền lính đi đầu Vừa chạy vừa hò hét Chúng làm nhiệm vụ giải tán đám đông Theo sau là một kiệu hoa đỏ trói Đám nữ nhân mỗi người Bưng một lọ xanh Đựng đầy đồng xu Rắc tung tóe khắp nơi Dân chúng lần đầu tiên chứng kiến hành động kỳ lạ này Thì tranh nhau lượm Có người ngã đè cả lên nhau Đánh đấm túi bụi để giành lấy phần hơn Khủng cảnh hỗn loạn vô cùng Một đám bà mối đang tụm năm tụm bảy Bà lành bĩu môi lên tiếng Tổ sư nhà nó chứ Nhờ có tôi Nên con đào mới được gà làm lẽ nhà quan tri huyện Thầy nó hứa cho tôi 200 lượng bạc ấy vậy mà qua cầu rút ván Tối hôm trước Tôi đến xin lại phần của mình Thì lão ấy thả chó đuổi tôi đi Nghĩ đến mà còn cay lắm Biết vậy giới thiệu cái con quyết nhà ông bưởi cho rồi Đúng là cái thằng cha Hứa họ quách Nên làm gì cũng lươn lẹo Không đáng tin Bấy bà mối còn lại Cũng nhào nhào lên Ôi giời Có vụ đấy à Bữa tôi cũng bị chứ đâu Lão sai gia đình ấy, qua sập vải nhà tôi Mua thiếu cả nửa năm không trả Khi đòi thì trôi bay trôi biến Cái thứ nhà giàu mà mất nết Chỉ muốn ăn không của thiên hạ Có đứa con gái cũng chua ngoa đành đá Giờ nó lên làm phu nhân quan huyện Cái mặt của nó hếch lên ấy, Tận trời cho mà xem Bà mối mão lúc này cũng xen vào Các bà cứ than với thở Tôi có sung sướng gì đâu lâu giờ đói mốc meo chả có đám nào nó nhờ bà mối lành lúc này bật cười khanh khách chứ bà làm mai mười đám ấy, thì đến tám đám vợ không chết ấy, thì chồng cũng giặt dẻo tổ đứa nào nó dám nhờ bà bà mão mặt xị ra không dám nói thêm câu nào bỗng từ đâu một tên gia đình lôi bà đi sành sạch nó thở không ra hơi bà mối tỉnh kêu con nhờ bà đi thay bái bị đau bụng Muốn ngất tại chỗ rồi à Lát xong việc bà ấy gửi bạc cho Bà Mão ngờ ngác vẫn không hiểu chuyện gì Chẳng biết đám của ai Hồi nãy mới có một đám đi ngang qua Chẳng nhẽ bây giờ lại lòi ra một đám nữa Nhưng nghe thấy bạc Mắt bà ấy sáng như sao Gật đầu liến thoáng Bà chạy vội theo thằng Lợi Tới một con ngõ nhỏ Hóa ra trong đây cũng có mấy người đang khiêng kiệu Bà mối đang gục bên vệ đường Mặt tái mét Sợ đem kiệu đi đâu vậy Mà bạc đâu Bà đưa cho tôi cho chắc cú Bà tỉnh lấy trong người đưa ra mấy đồng bạc Rối nhanh cho người kia và theo thào Cẩm tạm đi Tôi cũng chưa lấy được Qua nhà ông Phú hộ đàn Giao xong ấy thì kêu bà Vũ đưa tiền Tôi với bà chia đôi Bà Mão nghe bằng đôi tai lơ đánh Bà gật gù rồi nhanh tay ra hiệu cho mọi người lên đường Kiệu này chỉ có bốn tên gia đình khiêng một đứa đi trước dẫn đường và bà mối họ mới ra được đường lớn đi một đoạn chưa xa đã nhìn thấy chiếc kiệu hồi nãy dừng lại khung cảnh hỗn độn vô cùng một đám người mặc đồ đen đầu đội nón che nửa khuôn mặt đang cầm kiếm lăm lăm đe dọa tên nào tên nấy mặt mũi tràn đầy sát khí dừng kiệu có bao nhiêu tài sản để hết lại đây kêu hai con nhỏ trong kiệu xuống đây bọn gia đình lúc này run như cầy sấy trong người không hề có một tấc sắt phòng thân nên lo lắng làm theo chỉ dẫn hai cô dâu cũng bị lôi ra ngoài bọn cướp yêu cầu tất cả giao nộp hết những đồ đáng giá toàn bộ trang sức của đào cũng bị lột sạch hai cô dâu đều mặc đồ đỏ trên đầu chùm khăn kín mít ở làng này có tục lệ mỗi cô gái được xuất giá thì đều phải phủ khăn che kín mặt tuyệt đối không được tự ý mở ra nếu như mở ra thì hôn lễ đó Coi như bị xóa bỏ Chúng chỉ lấy hết tài sản Rồi lặng lẽ bỏ đi Tên cướp đầu đàn do ghen ăn tức ở với nhà lão hứa Nên hắn quyết tâm cháo đổi cô dâu Để cô đào phải làm lẽ cho phú hộ Hắn ra lệnh cho tất cả gia đình quỳ xuống Quay mặt về một hướng Rồi nắm lấy cổ tay của đào Kéo về phía chiếc kiệu hồi nãy Cô gái còn lại tên là Hương Cô ấy mồ cô cha mẹ Bị mẹ kế bắt cả cho ông phú hộ để trừ vào khoản thuế đất. Thầy của Hường cũng dăm dắp nghe theo vợ mình nên một mực đẩy con gái đi. Hường sống trong căn nhà vì quá cực khổ, đòn roi như cơm bữa, lại năm lần bảy lượt suýt bị đám trai làng làm nhục nên cô cũng cắn răng chấp nhận. Bởi vì cô biết nếu như ở lại sớm muộn gì cũng chỉ còn con đường chết. Hường bị đẩy mạnh vào trong kiểu Cô ôm eo mà lầm bầm Đau, đau chết tôi rồi Tiền cướp lúc này quắc mắt Chuyện này tao cấm đứa nào được hé rằng Chúng tao chỉ cướp của quan Chia lại cho dân nghèo Tao mà phát hiện có đứa nào cố tình chống đối Thì đừng có trách tao Tại sao đầu rơi máu trời Hắn vừa nói vừa ném mạnh vào cây chuối ven đường Tụi gia đinh giật bắn người vâng dạ dối rít Tiền cướp lúc này rít lên Còn không mau cút đi Những người đó luống cuống về bên kiệu của mình Họ đi chung tới ngã bà thì sẽ làm hai hướng khác nhau. Hai cô dâu ngồi trong kiểu vẫn còn chưa hoàn hồn. Nếu như hướng chán trường phó mặc số phận thì Đào lại đang ôm mộc Cô ấy từ lâu đã luôn ấp ủ. Sẽ có ngày được cùng quan tri huyện nên vợ nên chồng. Vị quan này tên Văn mới được triều đình chuyển về đây hai năm. Nghe nói là thanh liêm, đức độ, rất được lòng dân. Dù quan đã có ba vợ nhưng bao nhiêu cô gái nguyện chết. Bà mối cứ nườm nượp tới đây để giới thiệu. Nghe người ta kháo nhau rằng Vị quan này có người âm theo quấy phá Nên phải chọn những cô gái khác tuổi Với linh hồn người âm kia Thì cậu ta mới may ra thoát được kiếp nạn Đào là cô dâu thứ tư được mua về Thầy bùa của cậu tâm niệm Đủ bốn nàng dâu thì bóng ma kia Sẽ hồn siêu phách lạc Trong phủ nhà họ còn bùa chú rán khắp nơi Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu Văn Lại không thấy phản kháng Rất ít ai thấy cậu ấy có mặt ở phủ Ngày nào cũng đi giải quyết công việc xã tắc có lần cậu ấy còn đi du hành Xem dân chúng sống như thế nào Khi có vụ án oan Đều kịp thời ra mặt bảo vệ dân đen Những tên phú hộ xưa kia hay ước yếp dân lành Bây giờ thì sợ xanh mặt Không dám ho he Ngay cả việc cưới hỏi rước dâu Cũng toàn là thấy bu cậu lo liệu Thậm chí ngày đại hỉ Còn không ai thấy bóng dáng của chú rể đâu Bọn họ bắt một con gà trống Tay cầm cái que dài Hất khăn trùm mặt Cứ như vậy những cô gái được gà vào đây Nghiễm nhiên trở thành phu nhân quan huyện Lần này cũng chả có gì ngạc nhiên Tụi lính khi thấy kiệu hoa tới Thì ngoắc tay nói lớn Bà mối dắt mợ vào đi Chúng tôi chuẩn bị sẵn hết cả rồi Ngay giữa sân có chín cây nến được đốt sẵn Hương được bà mối dắt đi qua từng lượt cây Ở đây không hề thấy ai chào đón Không gian vẫn lặng Tôi lạnh sống lưng Khi Hương bước qua hết Thì nghe có tiếng rầm rầm Cô dâu tới rồi, mau gọi thầy ra đi. Rất nhanh sau đó, vị pháp sư mặc đồ trùm tới gót chân, tay cầm cái gương bắt quái, khoan thoài bước lại. Ông ấy nhìn cô gái trước mặt, thì bấm các đốt ngón tay, mặt nhăn lại đầy khó hiểu. Chính cô ấy là người chỉ điểm cho thầy Văn, xin cưới tiểu thư nhà lão hứa. Thực ra ông ta cũng ăn rất là nhiều vàng bạc của nhà đào, nên cứ phán đại như vậy. Bây giờ thấy cô gái trước mặt, không hề đeo trang sức, thì có chút bất ngờ. Ông Pháp Sư liếc nhanh nhìn bà mối bái khẽ gật đầu Người này tiến tới chiếc bàn bên cạnh Dùng một cành liễu rủ Chấm qua chậu nước Rồi vẩy xung quanh người của Hương Vừa làm ông vừa lầm bẩm Đọc thần chú Mỗi cô dâu khi được gả vào phủ Đều thực hiện đầy đủ các ly nghĩa này Ông quyết tâm Tuyệt đối tin tưởng Vì đó là Pháp Sư Nên việc lớn hay nhỏ Đều đánh tiếng nhờ gieo quẻ trước Chính bởi vậy rất nhiều lần Quẻ linh ứng nên ông Quyết càng lúc càng bị che mờ mắt Ông Pháp Sư đưa cho Hường một chén rượu Uống đi Uống cho hết chén rượu này Cô sẽ được hạnh phúc đời đời Con đàn cháu đống Hường nhận lấy chén rượu từ tay vị Pháp Sư Cô không còn cách nào cự tuyệt Đành làm một hơi hết sạch Rượu này ngọt lại thơm Giống như mùi dâu vậy Không cay xẻ lưỡi như rượu mà thầy của cô hay uống Ông Quyết lúc này Vội đánh tiếng Thề con gà trống đâu Để tháo khăn cho nó Vị pháp sư vội vàng ngăn lại Cứ để cô ấy trong buồng Hôm nay cậu Vam sẽ trở về Nếu như tôi đoán không nhầm Cậu ấy sẽ bị hoa mắt chóng mặt Đi không vững Cô dâu thứ tư Phải tự cậu ấy mở khăn ra mới được Ông Quyết nghe xong thì hất hàm Kêu Vũ Sáu dẫn đường cho bà mối Đưa Hường vào trong buồng và đợi sẵn Vũ Sáu nghiêm giọng nói Bà đã xong phận sự rồi Về đi Từ hôm nay cô ấy chính thức là mợ tư trong phủ Mọi việc đều có người hầu kẻ hạ Không thiếu thốn bất cứ thứ gì Kêu ông bà nhà cũng đừng qua đây làm gì hết Nếu có gì chúng tôi Sai người đưa thư báo Bà mối nghe xong khép nép cúi đầu Sau đó nhanh lui đi Bà tao hôm nay cũng ấm bụng Khi ăn trọn bọc bạc Nên mặt cứ tươi giói Vũ Sáu lúc này lạnh nhạt lên tiếng mở ngồi vào trong giường Tuyệt đối không được bỏ khăn che mặt Nhớ cho kỹ vào Ở phủ này cũng chừa cái tính đồng đành tiểu thư Nếu không răng ngô lẫn lộn Nhìn trước ngó sau mà sống Vũ Sáu đẩy mạnh hường vào trong buồng Sau đó đóng sập cửa lại Nãy giờ cô cứ nghe như bìm bịp nghe sống Không hiểu bọn họ đang ám chỉ điều gì Hường ngồi vào giường Mân mê vạt áo Trong lòng cứ nóng như thiêu như đốt vậy Vậy là cô mang tiếng có chồng Nghe bảo chồng cô là lão già ngoài 60 Già khắm già khú Dầm dê Chứ nếu mối ngon ấy thì mẹ kế Đã gả đứa con gái thứ hai của mụ đi rồi Hường cứ ngồi thử một chỗ Cuộc đời của cô tăm tối không chút hy vọng Nên cô cũng đã quen với khổ đau Tuyệt đối chỉ biết cắn răng Không than trách số phận Cô chỉ buồn vì bu mình Đã ra đi quá sớm Vị pháp sư phán đoán không sai một lúc sau cậu Văn trở về Cậu vừa đi vừa ôm chán Xem ra bệnh cũ lại tái phát Cứ một tháng cậu ấy lại bị như vậy một lần Đầu đau như bố bổ Dù chạy chữa khắp nơi Nhưng vẫn chẳng ăn thua Đành phải chấp nhận sống chung với lũ Cậu Văn mệt mỏi Lê từng bước nặng nhọc vào trong buồng Nhưng mợ cả hậu đã nhanh nhầu nói Cậu ơi Cậu lại bị đau đầu đi à Cậu qua buồng mà nghỉ tạm Phủ này mợ hậu nổi tiếng ngoan hiền Nên rất được lòng của ông bà và tụi gia đình Cậu Văn cũng nói chuyện với mình mợ ấy Do hai người quen nhau từ bé Mợ hậu chính là con gái của Vũ Sáu Lần đó được ông Pháp Sư nhìn chúng đầu tiên Nên nghiễm nhiên trở thành mợ cả Mợ hai tên là Ánh Con gái của Lý Trường Mợ ấy từ bé sống trong nhung lụa Nên xem ra không coi ai ra gì Mợ ba tên Sen Là con gái của Phú Hộ Mạnh mẽ ít nói ít cười rất hiếm khi quan tâm mọi chuyện trong phủ Ông Quyết có duy nhất một bà vợ là Luyến Và hai người con Một trai một gái Sau cậu Văn là cô Ngân Cô ấy bị câm điếc bẩm sinh Sau một trận bạo bệnh Nên mọi hy vọng ông bà Đều đổ dồn hết vào người con trai Văn nghe mợ cả nói như vậy mỉm cười và lắc đầu Không cần đâu Tôi ngủ ở đây quen rồi Cậu đẩy cửa bước vào Thì ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái Khăn chùm đầu đang nằm xuống giường ngáy ngon lành Văn đoán chắc thầy bu cậu Lại lập thêm vợ lẽ Cậu vốn dĩ chẳng muốn tham dự Để tập trung lo việc nước Hệ cậu từ chối Là bu mình lại bù lu bù loa lên Rồi tự ý tung tin tuyển vợ Lúc ấy còn khổ hơn Nên ông bà cứ nhìn chúng ai là đưa về Văn cũng mặc kệ Dần dần cậu đã quen có thêm người mới Tuy nhiên cậu vẫn chưa có ai là vợ chính thức Đêm xuống Văn một mình ở căn buồng này Cậu lấy cớ giải quyết công việc Rồi ngủ lại ở đây luôn Lúc này cậu cũng nằm ngược với cô gái kia Cơn đau đầu mỗi lúc một dồn dập Văn cứ rên hừ hừ Mắt díu cả vào nhau Mở ra không nổi Ở bên phủ kia Đào mới xuống kiểu đã bị nhốt vào trong buồng chứa củi Ông phú hộ do mới có công chuyện đột xuất Nên dặn vợ ở nhà đón dâu rùm Bà ta vâng giả Nhưng chồng vừa đi khỏi Thì kêu tụi gia đình bắt đào lại để tra tấn Bà ấy giật luôn cái khăn trùm đầu Một cô gái xinh tươi mơn mởn Da trắng hồng Nhìn rất là quyền quý Lại càng làm bà ấy tức nổ đom đóm mắt Bà chẳng nói chẳng rằng Mà tắt thẳng vào mặt của đào Cô ấy thấy người trước mặt lôi thôi luộm thuộm Thì cứ tưởng đây là người hầu trong phủ Nên cũng chẳng nề nang Mà đẩy mạnh bà ta ngã rúi vào đống củi Đào vênh mặt thách thức Ta là phu nhân quan huyện Kẻ nào dám động vào ta người phụ nữ kia trợn tròn mắt xong rồi lại phá lên cười cái con ngu này mày bị bệnh nặng lắm rồi mày là phu nhân quan huyện thì tao lại là phu nhân của tể tướng rồi chúng mày đâu lôi nó xuống đánh rũ xác cho bà cái tội mới về đây mà làm mình làm mẩy à bọn gia đình lúc này chỉ trò có vậy đồng loạt xông lên nhưng bỗng một người trung niên đứng sau vợ của phú hộ léo nhéo đừng có đánh nó không lát ông về lại rắc rối bây giờ Chúng mày cứ trói nó lại Để tao xử lý cho Mặc cho đào ra sức giãy rủa Phản kháng cũng chẳng ăn thua Mấy tên gia đình bè ngược hai tay cô ra sau Cột chặt bằng dây thừng Chân của đào cũng bị trói lại vào cây cột Không tài nào nhúc nhích được Một người béo ục ịch bước ra Lúc này ra sức véo mạnh vào người của đào Cô ta la hét thất thanh Cầu cứu nhưng vô ích Những người bên cạnh cứ như vậy Cười hô hố vỗ tay hưởng ứng Chúng còn vo tròn cái rẻ chùi chân Nhét luôn vào miệng của đào Một số người cùng ngồi bệt xuống Cứ véo khắp nơi Mặc cho đào muốn chết đi sống lại Nước mắt của đào Tuôn ra xối xả Bọn chúng lấy việc hành hạ thể xác của cô làm thú vui Nên cười nói Xem chừng khoái chi lắm Đúng lúc tưởng như sắp chết tới nơi Thì có tiếng quát lớn Các người làm trò gì thế hả một người đàn ông áng chừng gần 60 tuổi Bụng phệ, mắt híp Tường chừng mờ không được Đang chống hai tay vào mạn sườn và thở dốc Hóa ra đây chính là ông đàn Ông ta mặc dù đã có hai vợ với ba cậu con trai Nhưng vẫn nhất nhất đòi cưới thêm bằng được Hường Ông ấy trong một lần đi uống rượu ở làng bên Bắt gặp Hường đang đi bán cá Ngay từ lần đầu gặp mặt Ông ta mê mẩn trước nhan sắc của Hường Nên sai người bắt cô về làm lẽ Hôm ấy khi nhìn thấy ánh mắt của ông Đàn Hương đã đoán được chuyện chẳng lành Nên đã ủ té chạy đi May mắn thoát được trong gang tấc Nhưng người tính không bằng trời tính Ông ấy làm gì có chuyện dễ dàng Tha cho con mồi như vậy Sau khi dò hỏi ra thân thế của Hương Ông ta sai người Mang bà qua tận nhà thương lượng Kết quả bà mẹ kế gật đầu cái rụp Khi nhìn thấy đống bạc Ông Đàn cũng là người mê tín Ông đi coi ngày Nên đúng hôm nay mới rước dâu về Ông ấy nhìn thấy Đào thì trợn mắt, há miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô, cô là ai? Con hưởng đâu? Đào đờ người mất một hồi lâu, cô bỗng nhớ lại vụ kiều hồi nãy, thì đập mạnh vào chán và hét lên. Chết rồi, bị cháo nhầm kiệu, tôi và vợ của ông bị nhầm rồi. Cô ta được đưa tới nhà quan huyện, tôi, tôi đích thị là phu nhân của quan, thấy tôi là phú ông hứa. Hả? Cây thằng chết đâm hứa đấy à? Cô là con gái của nó đấy à Đúng là trời giúp ta Trời giúp ta thật rồi Bà lôi nó đi tắm rửa cho sạch sẽ đi Tôi sẽ cho nó biết Thế nào là lễ độ Thằng cha kia Ngày xưa dám ăn không mớ thuế của tôi đấy Vẫn còn cay Không ngờ con gái của hắn Lại bị bắt nhầm vào đây Để cho tôi hành hạ Đào nghe xong thất kinh Cô cố sức đe dọa Các người không được làm càng là phu nhân của quan tri huyện Mặc cho đào la hét tới khàn cổ Cũng chả ai quan tâm Bà nội lúc này mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện Nhưng bà cũng như chồng của mình Cầm hận lão hứa Tới tận xương tủy Lão ta đã tranh giành với nhà bà chục mẫu đất Do có chút quan hệ Và được chỉ điểm Nên đã ôm hết về phần của mình Nhà ông đàn cũng không những mất trắng Mà lại còn bị ê mặt trước thiên hạ Họ cày cố nhau từ đó Luôn tìm điểm yếu của đối phương để hạ bệ Ông bà đàn chỉ nghe thấy nhà ông hứa Có một cô con gái đến tuổi cập kê Chứ không hề biết mặt mỗi ngang dọc của cô ta như thế nào Lần này tự dưng đào Lại được mang tận vào đây Bảo sao họ không điên tiết cho được Bà nụ sai người cờ trói Địch thần lôi sành sạch đào vào nhà tắm quàng luôn cô vào trong đó Sau đó hất hàm Kỳ cọ cho sạch sẽ vào Lát lên chiều ông cho tốt Nếu như mày cứ ngoan cố Tao bẻ từng ngón tay của mày đấy Bà ấy sợ Đào chạy trốn Còn sai mấy tên gia đình đứng ở ngoài Canh trường cẩn mật Đào kinh hãi tìm kiếm khắp nơi Thì tìm thấy một thanh sắt nhọn Nhỏ bằng đầu ngón tay Cô nhanh chóng thay đồ rồi nhét luôn vào người để phòng vệ Một lúc sau bà nụ đập cửa rầm rầm Xong chưa? Mở cửa ra xem nào Đào lôi hối đứng dậy bước ra bên ngoài Cô nhìn khắp nơi một lượt Xem có chỗ nào chạy thoát không Nhưng vườn nhà ông đàn quá rộng Người ở ra vào tấp nập Rất khó có thể thoát được Bà nũ lúc này nghiến răng Con danh con này Mày mà dám sờ trò gì Mày liệu hồn với tao đấy Đào biết có cầu xin người này cũng vô ích Cô lặng lặng đi theo bà ta Lão đàn lúc này Cờ trần nằm sẵn trong buồng Xem ra tinh thần vô cùng phấn khởi Công nhận so về nhan sắc Thì đào vẫn hơn hưởng một bậc Ông khoái những cô gái có sắc đẹp sắc xảo hơn là hiền thục Đặc biệt Đào lại là con gái của kẻ thù Chứng kiến cô ta riêng gì Nằm dưới thân của mình Lại càng làm cho ông phấn khích Đào bước vào tới buồng Nhìn gã đàn ông dâm dê trước mặt Thì muốn nôn tại chỗ Ông đàn lúc này vẫy tay Lại đây Lại đây chiều ông đi nào Cứ ngoan là ông thưởng cho Đào giòn rén bước lại gần Cô miễn cưỡng nở một nụ cười Khoan đã Để tối đi ông Giờ mới đang ban ngày. Em đói quá. Em thèm ăn bánh nếp. Với không có bộ quần áo nào. Ông dẫn em đi mua đồ với đi ăn trước có được không? Em có sức đêm nay em phục vụ ông tới sáng mai luôn, chứ em bây giờ đói, không làm được trò trống gì đâu ạ. À? Đào vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt, tất nhiên là lão đàn kia say đứa đừ và quên hết mọi chuyện. Lão hồn chụt lên má của Đào. Được, vậy thì ăn nhanh rồi về mà làm luôn đấy ông ta bóp mạnh vào vành mông căng tròn của đào cười hô hố cô hận không đâm chết được tên khốn này ngay tức khắc đào vẫn cố gắng tự nhiên nhất có thể cô cùng với ông ta bước ra khỏi cổng hai người chậm rãi đi ra hướng chợ ông đàn vì muốn lên mặt với thiên hạ nên không cho đám gia đình bén màng lại gần cô ôm người đẹp tỏ vẻ ta đây phiên chợ chính họp buổi chiều nên tầm này rất đông người Xa xa rất nhiều người đang tụ lại Đào chỉ tay về hướng đó Nũng nịu Ông ơi Mình qua kia xem nhé Xem người ta đang làm cái gì Ông đàn nghe giọng ngọt lịm như vậy Thì cứ ngây ngốc làm theo cô Chỗ này người ta đang múa lửa Mọi người hiếu kỳ vỗ tay không ngớt Ở giữa có một đứa bé tầm 6-7 tuổi Đang bán vòng ngọc Đào vội vàng ghé sát tay ông đàn và ngọt nhạt Ông ơi Em thích cái vòng này lắm Ông mua cho em đi. Người đàn ông này hí hưởng len vào giữa đám đông để chiều lòng người đẹp. Nhân cơ hội này, đào chạy bán sống bán chết, dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi nơi này. Cô cứ chạy thẳng theo hướng bờ ruộng, men theo bụi cây dại để trốn thoát, nhiều lúc ngã siêu ngã vẹo, nhưng cứ nghĩ đến cảnh, làm vợ lão già đó, lại như có sức mạnh vô địch đang thôi thúc cô. Đào chạy tút, tuy một ngôi làng nhỏ thì kiệt sức, Cô thòi thóp nằm giữa lùm cây Cô thở hồng hộc Chân tay cứ dạ rời Không tài nào mà cử động được Đào nhắm mắt lại dưỡng sức Cô định bụng trốn chỗ này một xíu Rồi lại tiếp tục lên đường Ở phủ quan tri huyện Sau một giấc ngủ say xưa Hương choàng tỉnh dậy Cô đạp mạnh chân vào mặt của tên Văn Làm cho cậu ấy giật mình Hương tiện tay giật luôn cái khăn chùm đầu xuống đất Ngạp ngắn ngáp dài mấy hôm nay mẹ kế toàn bắt cô đi mò cua bán lấy tiền đong gạo bà ấy bắt cô làm ngày làm đêm nên chẳng có thời gian mà ngủ hường thấy người kia đang nằm ngược lại phía mình thì mới nhận thức ra vấn đề cô hốt hoảng co rúm lại và sợ hãi cậu cậu là ai tại sao lại trong phòng của tôi cậu văn nhìn hường đầy chán ghét cậu cực kỳ dị ứng với mấy cô gái bằng mọi giá leo vào phủ này xong lại trưng ra bộ mặt thanh cao và thánh thiện đấy là lý do ngoài người vợ đầu tiên quen biết từ bé thì cậu văn tuyệt nhiên không để ý đến những người vợ còn lại cậu lắc đầu ngán ngẩm ra ngoài hưởng hết nhìn cậu lại nhìn chiếc khăn trên đầu mình bị gỡ xuống thì nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa cô thầm nghĩ chết rồi giờ mà ông phú hộ biết chuyện này chắc là ông ấy giết mình mất người này ăn mặc sang trọng chắc hẳn là con trai của ông ấy hay là... Hường hít một hơi thật sâu, cô lắp bắp. Cậu, cậu này, cậu đằng nào cũng ngủ chung với tôi rồi, thì cậu lấy tôi đi. Tôi không bắt cậu làm gì hết, tôi làm người hầu cho cậu cũng được. Cậu, cậu chỉ cần trước mặt mọi người, cậu nhận tôi làm vợ thôi. Văn đằng đầu đầu, lại gặp cô gái trước mặt cứ luyên thuyên đủ chuyện, thì cậu cảm thấy khó chịu. Đẩy Hường ra khỏi đây, sau đó chốt luôn cửa lại. Cô bị đẩy ngã xuống sân Tội gia đình nhếch mép cười khinh bỉ Bà mợ trước chẳng thấy ai bị như vậy Có mình cô ta thôi đấy Hay là tính mồi trài cậu nhà mình Nên bị nhục mặt Đáng đời Mấy đứa ấy cứ giả như hiền lành yếu đuối Là trong bụng toàn bộ là rau găm không Làm gì mà qua mặt được chúng nó Cô ta cứ tưởng Cậu Văn cũng như tụi háo sắc dâm dê Nên tính qua mặt đi mà Đáng đời Mợ hậu đang bưng chậu nước vào phòng cho cậu Văn Mợ ấy liếc nhanh Nhìn Hường nhưng tuyệt nhiên không hỏi han thêm câu gì Hậu ở trong buồng với cậu Văn rất lâu Cả canh giờ sau cô ta mới trở ra ngoài Hường vẫn như người trên mây Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bù của Văn nhìn Hường ngơ ngác Thì xem ra không ưng mắt Đã vậy nhìn mặt mỗi cô ấy Không giống con nhà quan lại quý tộc Đặc biệt là đôi mắt Sống hệt như người tình cũ của chồng nên Bù văn càng ghét cay ghét đắng nếu như không phải vị pháp sư cứ nằng nặc bắt cô về làm lẽ thì còn lâu bà mới chấp nhận bà khó chịu cay nghiệt qua đây dâng trà cô không được thấy bu dặn dò khi bỏ khăn xong phải dâng trà cho bu chồng à nghe dặn dò nội quy trong phủ chưa con con dâng trà đâu thưa bà mà bu chồng của con là ai ạ à? bà luyến lúc này điên tiết lắm Hất luôn cốc trẻ nóng hồi vào người của Hường Cô giật bắn người và hét to Nóng, nóng quá Mày bị ngu hay giả vờ ngu Nhà này có mình tao chứ còn ai trồng khoai đất này Hay là mày nhận mấy con hầu kia làm mu chồng của mày Mày sống thật với bản chất con người ta đi Để cho người ta còn đỡ ngứa mắt Đứa nào cứ giả vờ ngây thơ Vào đây đường hòng mà sống yên ổn với tao Còn tao đường đường là quan huyện Nó không ngu Để cho mày rắt mũi đâu Hường cố gắng nuốt cho trôi những lời bà ấy vừa nói. Cô lầm bầm: "Quan quan huyện à, mình gả cho quan huyện chứ không phải là lão phú hộ kia sao?" Hường lật tung ký ức, bỗng cô há hốc miệng kinh hãi khi nhớ lại vụ bị cướp hồi nãy. Chắc chắn cô và người kia đã bị cháo nhầm. Hường lo lắng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhất thời cô cúi gằm mặt lý nhí. Con con nhớ. Con nhớ những gì bà nói rồi à Gọi tao bằng bu Hiểu chưa Cái con đần này Mày đần cũng vừa vừa phải phải thôi Để cho thiên hạ người ta đần bớt với Bà ta chửi một chàng Bực bội bỏ đi Hương vẫn chưa kịp định thần Cô tát mạnh vào má mình xem Mình đang tỉnh hay mơ Nhưng chí ít Cũng không phải là gà cho gã khốn kia Coi như vẫn còn may mắn Hương lại ngồi xuống Không được Thế cô gái kia phải làm sao mà giờ mình nói ra có khi nào Mình bị giết chết Để bịt đầu mối không nhỉ Tên hồi nãy nhìn thấy dữ tợn quá Chưa kịp nói gì Mà đã muốn bóp chết mình rồi Thôi thôi Cứ đến đâu hay đến đó vậy Hương lầm bầm Sau đó đi ra giếng rửa vết thương May mà có một chén nước Chứ không hôm nay cô cũng sống dở chết dở Tụi hầu gái chứng kiến nãy giờ Thì chả coi Hương ra gì Chúng thậm chí còn không cúi đầu chào cứ thản nhiên mà bước đi. Hưởng mới ra giếng thì bị chặn lại. Trước mặt đây chính là mợ ánh. Mợ ấy đang ngắt bông hoa hồng đưa lên mũi người. Hương lách người sang bên trái, nhưng cô gái kia lại cố tình chặn đường. Bỗng ánh tắt thẳng vào mặt, làm cho Hương xây sầm cả người. Đứng không vững. Cô ta tỏ ra là có chất quyền quý của mình. Mày bỏ bao nhiêu vàng bạc để được vào đây? Đừng tưởng có ông Pháp Sư chống lưng thì mày lên mặt không coi ai ra gì Còn tao <laughs> Còn mày Tao sẽ cho mày ngóc đầu không nổi Sống thua một con chó Bây giờ mày vào bếp Bốc hết chè ra bát cho tao Hường không dám cãi lại Mà lặng lặng đi vào bếp Làm theo yêu cầu Cô đang múc chè Thì thấy một đứa hầu chạy lại hỏi Mợ ánh ơi Mợ lại nấu chè đi à Ông bà có đối xử với mợ ra gì đâu Mà mợ phải mất công như thế Hết làm bánh xong lại nấu chè Trong mắt họ chỉ có mỗi mợ hậu Là dâu ngoan, dâu đàm thôi Thế mày tưởng là tao thích nấu lắm mà Là bu sai tao làm Tao làm hì hục từ sáng tới giờ đấy Ninh mãi mới nhừ Đã vậy lại còn đòi đủ các gia vị bực cả mình Bố bắt tao tự tay nấu Không cho đứa nào phụ hết Ai mà chả biết Bà ấy muốn chơi khăm tao Hưởng nghe như vậy Thì bốc một nắm muối cho vào nồi Chè vừa mới nấu xong khói đang bay nghi ngút. Cô dùng thìa to để khuấy đều rồi nhanh nhẹn múc đầy ra hai bát. Hương hỏi nhỏ. Mẹ ơi có cần con bưng lên không ạ? Mày biến đi. Biến cho khuất mắt tao. Mày mà nói thêm câu nào. Tao cho cái guốc mộc vào đầu bây giờ. Anh rít lên đầy giận dữ làm con hầu bên cạnh cũng sờn cả gái ốc. Hương cúi đầu nhanh chóng rời khỏi đây. Cô cũng chẳng biết làm gì nên cũng đi cầm cái dế để quét sân như mấy người hầu. Những người làm ở đây thấy chuyện lạ Thì cứ chố mắt chỉ trò Không nghĩ rằng mợ tư lại đi làm những chuyện này Còn ánh bưng trẻ lên cho bu chồng Đang ngồi ở ghế gỗ Bên cạnh hai đứa đang quạt phe phẩy Ánh quỳ xuống Đặt bát trẻ lên bàn và kính cẩn Con mời bu ăn chè Bà Luyến đang bực bội Nhưng nhìn bát chè hấp dẫn như vậy Cũng hạ hòa Bà thèm nhất món này Ngày nào cũng bắt tụi hầu ra chợ mua cho vài phần Hôm nay tại bà ghét vụ ánh lên mặt với mợ hậu nên mới bắt cô đi nấu chè Bà múc thìa đầu tiên cho lên miệng Nhưng lập tức phun ngay vào mặt của anh Mày Mày tức tao đi Nên mày mới nấu mặn chát như thế này Quần đầu Quần mất dậy Mày tưởng không ai động vào mày Là mày lên mặt à Anh thấy bu chồng tự dưng nổi cơn thịnh nộ Vội vàng phân trần Bu Bu có nhầm không ạ Chè làm sao mà mặn chát được hả bu Những lời nói này càng làm cho bà Luyến nóng máu Bà cứ tát bôm bốp vào mặt của ánh Bây giờ thì mày đớp hết cho tao Đớp xong ra ngoài kia Quy xuống mà chịu tội Anh còn luống cuống chưa biết xử lý thế nào Thì bà Luyến đã ấn đầu cô vào bát trẻ Mặc ánh vùng vẫy Mới chạm nhẹ vào đầu lưỡi Cô ta đã thấy mặn chát Bỏng rát Ánh vì sợ bỏng nên ra sức khất mạnh Làm bà Luyến ngã trồng chành xuống đất Mắt bà ấy long lên sòng sọc Nhặt đôi quốc mộc Đang định ném vào người ánh May sao cô ta tránh kịp Ánh lúc này như ngấm đòn Cô ta nói chữ nọ Sọ chữ kia Bu con bị oan Là con kia Nó cố tình hại con Bà Luyến cả ngày này gặp toàn những chuyện xui xẻo Nên chẳng hơi đâu mà nghe ánh thanh minh Đã vậy còn bị ánh Đầy muốn chạch cả khớp Nên không thể nào bình tĩnh được Bà ta luồng cồm bò dậy Cứ tay không mà vả bôm bốp vào mặt của ánh Bà vừa đánh vừa giít lên cái quần mất dậy Mày tưởng tao hiền lành Mày leo lên đầu tao mày ngồi à Mày là con của Phú Hộ Chứ là con của quan không sai đi chăng nữa Thì xuất giá phải tòng phu Anh im thìm thít không dám cãi Cô ta ôm đầu để tránh nguy hiểm Khi đánh tới đỏ ửng cả bàn tay Bà Luyến mới dừng lại Con kiến Bóp miệng nó ra Còn thằng hớn đổ hết bát chè kia Bắt nó húp cho bằng sạch Cứ một giọt nào vãi ra ngoài Tao bắt mày phải ăn gấp đôi số đó Anh nghe câu này Mà cứ tưởng chết đến nơi Cô mới nhấm Hồi nãy có một chút đã mặn muốn sặc Giờ bái bắt uống hết bát chè này Chắc chỉ còn nước chết không kịp ngáp Mặc kệ cho anh cầu xin tôi gãy lưỡi Nhưng cũng chả ăn thua Hai đứa hầu cứ đứng yên bất động Không biết phải làm gì Thực ra chúng biết mợ hai thủ lâu nhớ dai Giờ mà manh động Thì đường hòng sau này mà sống yên ổn Bà Luyến tiếp tục hét lớn Hai đứa mày không nghe cái gì à Đứng ở đấy mà chết à Hay là chúng mày ăn cùng ở cùng với nó Trong kia đang còn một nồi cái kìa Còn Kiến nghe như vậy thì run lầy bầy Nâng cầm của mợ ánh lên Nhìn cái điệu bộ này càng làm cho bu văn ngứa mắt Bà túm tóc Sau đó hất mạnh ra sau Dùng tay phải bóp miệng Tiếp tục gằn giọng Đổ vào Nhanh lên thẳng Hớn không dám làm trái lệnh Vội vàng làm theo Nước đổ tới đầu Bà Luyến lại dốc ngược mặt của ánh lên trời Sặc lên cả trên mũi Cô ta sống dở chết dở Chỉ biết khóc lóc lắc đầu Một lát sau ánh nằm vật xuống đất Thở không ra hơi Mắt lờ đờ Miệng vẫn ọc ra thứ nước đen xì Bây giờ bu của Văn mới chịu dừng lại Bà phối tay bỏ đi Không quên buông một câu đe dọa Mày liệu cái thân đấy nếu còn cố tình chống đối Thì không nhẹ nhàng như vậy đâu Bà Luyến đi rồi Ánh vẫn nằm thoi thóp Cô ta cảm giác muốn ngạt thở đến nơi Đầu ong ong như muốn vỡ ra từng mảnh Còn Tũn vội vàng chạy lại Nó đỡ lấy ánh dậy Nhưng người này dường như hoàn toàn kiệt sức Vẫn nằm bất động thở không ra hơi Còn Tũn phải lấy chậu nước vẩy vào khắp mặt của ánh Một hồi lâu sau cô ta mới tỉnh táo Đưa mợ về buồng đi mợ mệt quá mợ đi không nổi tún nhẹ nhàng đỡ mợ hai dậy diều từng bước nặng nhọc ở đây ngoài con tún ra chả có ai ưa mợ hai lần này chứng kiến mợ ấy bị bà luyến ra tay trường trị ai nhìn cũng thích thú lắm người nào cũng vui như mở cờ trong bụng mọi ngày anh hống hách coi trời bằng vung lúc này thì hệt như tép ươn không dám ho he câu gì tốn đặt ánh nằm ngay ngắn xuống giường sau đó chạy đi rót cốc nước mang vào cho cô ta mà uống đi Uống cho dễ chịu Anh lắc tay ra hiệu không cần Cô rên hừ hừ từng tiếng Cái con chó đẻ đấy Dám chơi trò sau lưng tao Mới vào phủ Đã tính đối đầu với tao rồi Được Nó thích chết sớm như vậy Thì tao chiều nó Anh mới nói tới đây Thì lại nấc lên thành tiếng Cô thấy cổ họng mình mặn chát Muốn nôn mà nôn không được Bụng thì đang sôi ủng ngục Càng nghĩ càng tức giận còn bộ điền kìa Cứ từ từ Tao sẽ tính sổ hết Tụn nghe nhưng không dám xen vào Mà chỉ đứng yên lặng Nó là người hầu hạ từ bé bên cạnh ánh Nó biết tính cách của ánh như thế nào Ai mà động đến cô Thì đừng hòng mà sống yên ổn Ánh được thầy bu nuông chiều từ lúc lọt lòng Nên cô ta chẳng sợ mất lòng ai Cô ta cũng nghĩ ra rất nhiều trò thâm độc Mà tới tận bây giờ mỗi khi nghĩ lại Tụn vẫn thấy dùng mình Tụn ngồi bên cạnh bóp chân cho ánh mợ đừng có nghe con trinh nó xối bậy con thấy thâm lắm nó chả tử tế gì đâu phủ này ai cũng coi trọng mợ hậu mợ ấy được lòng mọi người nếu như mợ động vào khác nào tự tìm rắc rối ạ à? anh nghe xong đạp thẳng vào bụng con tụn À mày mày ăn cây táo mày rào cây sung à đến mày cũng bị nó làm cho mê muội mày cút đi cút tụn thấy mợ hai đang không được bình tĩnh vội vàng dọn dẹp rồi bỏ ra ngoài nó biết chắc chắn con trình đã tiêm nhiễm vào đầu mợ ánh nên mợ ấy mới nổi điên như vậy tụn khôn núm đóng cửa phòng vừa mới quay ra đã đâm sầm vào mợ hậu nó rối rít xin lỗi con xin lỗi con không để ý à lan hòa mấy giọt này với ít nước ấm cho em ánh uống thuốc này thải hết độc muối mà sao hồi nãy chuyện gì mà bà, bà lại nổi trận lôi đình như vậy chứ con con có biết đâu con đi làm ngoài đồng về thấy mợ ấy đang nằm vật ngoài sân nghe mấy người kia nói mợ ánh cố tình bỏ muối vào chè nhưng mà con nghĩ rằng mợ ấy không có gan làm vậy đâu ạ à. vậy là có đứa cố ý chơi khăm rồi để đó mợ cha xem là đứa nào nó lại ác như thế con cũng khuyên mợ hai con nên tiết chế ăn nói chừng mực để khỏi thiệt thân tốn nghe xong càng thấy phục mợ cả mợ ấy nhỏ nhẹ từ tốn không bao giờ đố kỵ hay nói xấu ai Mặc dù mợ ánh vô cùng căm ghét mợ cả Không ít lần ra mặt thách thức Nhưng mà mợ hậu chả bao giờ để ý Còn hưởng ở ngoài kia Vừa quét sân vừa trò chuyện rôm giả Cô được cái bắt chuyện rất nhanh Với người lạ chỉ một lát Là giống như thân quen từ lâu lắm rồi Hưởng còn chỉ cho đám người làm những mẹo Để hoàn thành công việc nhanh hơn Đỡ tốn sức hơn Khiến cho họ mắt tròn mắt dẹt Tấm tắc khen mãi không thôi hường còn cực kỳ khéo tay cô có thể làm những vật nhỏ nhỏ xinh xinh bằng những sợi rơm nhìn cô làm nhanh thoăn thoát như vậy khiến cho ai cũng thích thú từ xa mợ ba đang khoanh tay đứng nhìn cô gái lạ mặt nhưng mặt vẫn lạnh băng chẳng thể hiện cảm xúc gì ra ngoài mợ sen cực kỳ ít nói chẳng bao giờ người ta thấy mợ ấy tham gia vào chuyện ở phủ này bà luyến tuy không ngừa nhưng cũng không biết dùng cách gì mà làm khó được mỗi việc bà giao cho mợ sen mợ đều hoàn thành xuất sắc. Hưởng khi làm xong hết lượt, tặng cho mọi người, thì cô lần la hỏi chuyện về tính cách của các mợ và ông bà. Bọn hậu gái thì thầm to nhỏ, khuyên cô nên làm thân với mợ cả, thì mới được sống yên ổn. Cậu Văn cũng chỉ yêu duy nhất mợ hậu. Hai mợ còn lại, cậu coi như cỏ rác, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn. Mỗi khi mợ hai nêu ra ý kiến gì, đều bị cậu Văn phản bác. Nhưng mợ hậu, dù có nói trời nói đất, Nói chăng sao gì Thì cậu ấy cũng đồng ý ngay lập tức Hường nghe xong thì thầm nhủ Hòa ra quan huyện Chỉ là tin đồn Mà thôi kệ Cậu ta không quan tâm mình thì càng tốt Mình càng an toàn Ở đây nghe ngóng động tĩnh thêm Cả ngày ở phủ này Hương cũng luôn chân luôn tay làm việc Lúc đầu mọi người có vẻ không ưa cô Nhưng khi tiếp xúc Thì ai cũng thích thú Hương bình dị giống hệt con nhà nông chính thống Không màu mè, không chành chọe Ai làm gì cô cũng làm phụ giúp Phủ này rộng lắm Nên làm nhiều cũng chả hết việc Đến tối khi mâm cơm tươm tất được dọn lên Nhìn những món ăn ngon nước mũi Làm hưởng nuốt nước miếng ừng ực Cô cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn no nê Cô mới ngồi xuống Đã bị con kiến giật áo Mợ đứng lên đi Mợ không được ngồi cùng bàn đâu Ở đây chỉ có thầy bu cậu văn Mợ hậu Và cậu ấy được ngồi ăn Cô Ngân thì ăn riêng trong phòng Hai mợ còn lại thì ăn dưới bếp Hương cùng đám người ở phải đứng yên ở đây Nếu cần gì thì ông bà sai đi lấy Bà Luyến mới ngồi xuống bàn Vừa gắp được miếng cá kho Thì chê ỏng chê eo Ai Đứa nào kho cá Mà nát thế này Hậu lúc này nhỏ nhẹ Con kho bu ạ à, Con thấy bu thích món cá kho tổ Nên hôm nay con tranh thủ xuống bếp Kho cho bu ăn Bà Luyến nghe xong lập tức đổi giọng. Đấy đấy, chúng mày nhìn đi. Con cá màu đẹp mà thơm thức. Nhìn thôi đã thấy đậm đà rồi. Bữa con tún khò trắng bệch như cá chết trôi. Chúng mày học hỏi mợ cả mà nấu ăn đi. Hưởng được dịp rửa mắt. Cô không nghĩ bu cậu Văn lại cháo chờ tới như vậy. Nếu là người khác, chắc chắn là ăn no đòn rồi. Tất nhiên vẻ mặt bất mãn này đã lọt vào mắt của bà Luyến. Bà qua ngay đôi đũa đập bàn cái rầm. Còn ôn dịch kia, Ý mày là gì Hưởng chớp mắt đầy khó hiểu Cô già bộ nặn ra vài giọt nước mắt Khuôn mặt méo mó Giống như đang sợ sệt Con đang nhìn miếng cá kho Nghiên cứu công thức mỡ cả làm mà Mặt con sinh ra đã như vậy rồi Bu đừng tức giận Ảnh hưởng tới sức khỏe Bu ăn đi à Bu cần gì Cứ sai con đi lấy Nhưng ông quyết lúc này xua tay Trời đánh tránh miếng ăn Bà đừng có gây chuyện để tôi với các con ăn một bữa cho ngon lành Hôm nào cũng có chuyện Bà một ngày không cãi nhau là ăn không ngon Ngủ không yên à Con bé nó mới về Có cái gì bảo ban nó từ từ Ngày bà mới lấy tôi Bà cũng hệt như nó còn gì Bà Luyến bị đụng trúng cơn điền Nên sổ ra một chàng luôn Ông thôi đi Bú ông trả tử tế quá nhỉ Tôi buộc bầu vượt mặt Còn bắt tôi ôm tảng đá to hơn người Nhịn ăn nhịn mặc Bà ấy hãy tức giận ở đâu là chút hết đòn roi lên người tôi. Vớ phải ông ấy, tôi khổ hơn con trâu con chó. Chứ sướng cái gì? Hễ hở cái gì ra là bái lại bòn rút cho con gái. Tôi có được cái gì đâu. Ông quyết thở dài, bỏ bát cơm xuống rồi đứng dậy đi về buồng. Bà luyến mặc kệ cứ ngồi ăn như không có chuyện gì. Lúc này bà hét lớn. Ra ngoài vườn, hái cho tao quả ớt. Hường không dám trái lệnh vội vã chạy tót đi. Bây giờ trời cũng tối rồi, chỉ có lờ mờ nhìn thấy bóng người qua lại. Cô đi khắp vườn, nhưng chẳng thấy cây ớt nào. Xung quanh đây trồng toàn là ngô, cây nào cây nấy cao ngang đầu người. Hưởng khó khăn lắm mới chui được qua. Chỗ này lại chẳng có ai đi ngang qua mà hỏi. Bỗng cô thấy bóng đen lướt qua, nên vội vàng bám theo. Chưa kịp gọi, đã thấy người này vác theo một bao tải. Hưởng nín thở theo dõi tình hình. Cô núp vào một góc, Căng thẳng nhìn theo nhất cử Nhất động của người đó Tên kia mở bao ra Thì thấy một xác chết không lành lặn Máu mè bè bét Hắn ta ôm một bó rơm chất đầy lên Đồ dầu hòa sau đó châm lửa Chỉ nháy mắt cả một khoảng trời đỏ rực Bất xác tên đó Cũng nhìn về phía Mà Hương đang ẩn nấp Bốn mắt chạm nhau Hương chẳng nghĩ ngợi gì Vụt chạy như ma đuổi Cô vừa chạy vừa hét thất thanh Cứu tôi Cứu Hường chạy được vào tới sân Thì vấp vào sợi dây trăng đồ Ngã dập cả mặt xuống đất Cô vẫn chưa hết kinh hãi cổ lết vào bên trong Miệng mấp máy Giết, Giết, giết người Giết người thật rồi Những người gia đình hiếu kỳ Lắc đầu vừa buồn cười vừa thương hại Họ cứ tưởng rằng mỡ ấy nhát gan Nên nhìn gà hóa quốc Chẳng ai để tâm đến những lời Hường vừa nói May mà bà cũng vừa ăn xong Đi nghỉ Chứ không hưởng xác định ốm đòn Mở hậu gắp miếng cá vào bát chồng nhỏ nhẹ nói Cậu ăn đi Ngày mai em kêu mấy đứa ra chợ Mỗi ít ngày cứu khô hãm trà Cậu chịu khó uống cho đỡ đau đầu Hưởng lúc này như người mất hồn Cô chẳng nề nang lề lết tới bàn Ngồi thụp xuống ghế Mắt cũng hòa lên vì đói Cô tự động xúc cơm Gắp miếng rau muống luộc Thêm miếng cả pháo Và lấy và để Giống như bị bỏ đói lâu ngày Hành động này của Hường làm tất cả mọi người đều bất ngờ Luật lệ trong phủ Ngoài mợ cả được ngồi ăn ở đây Thì không ai được phép Nếu ai cố tình vi phạm Thì đánh 30 gậy cảnh cáo Lần hai sẽ bị tống ra khỏi phủ Hường ăn xong bát cơm Nghe tiếng mợ hài quát từ phía sau Lôi nó xuống đánh đủ 30 gậy Ai cho phép nó dám Ngồi ngang nhiên với mợ cả như thế Hường nghe câu này mà chân tay cứ mềm nhũn Cô bắt đắc sĩ lăn đùng ra ngất xỉu Cắn mạnh vào đầu lưỡi Để cho máu chảy ròng ròng Còn kiến lúc này hốt hoảng Ôi giời ơi mợ ơi Mợ bị làm sao thế này Ở cánh đồng ngoài kia Sau khi tỉnh dậy Đào thấy cả người ướt sũng Bùn đất dính khắp nơi Cô cố tình chát đầy lên mặt Lên tóc Để không ai nhận ra mình Bây giờ trong người cô không một xu dính túi Cũng chẳng biết đường về nhà Đào cũng không dám nói Thân phận thật Cô không ngờ thầy mình bị nhiều người căm thù tới như vậy Cố gắng sức bẻ một cây củi Để chống đi cho đỡ mất sức Cứ như vậy men theo bờ xuống Trời thì tối Đường lại trơn Nên cứ ngã siêu ngã vẻo Có lúc đang đi Ngáo ùm cả xuống rạch Đào lại phải ngoi lên và đi tiếp Cô chẳng biết đi theo hướng nào Nên cứ đánh liều đi thẳng Giờ mà quay lại Thì chỉ có tìm đường chết mà thôi Cô đi được một đoạn xa thấy một ngôi nhà lợp ngói bên trong lập lè chút ánh đèn dầu đào mừng rỡ vội vàng chạy lại nhưng mới tới cửa nghe tiếng đập đồ bát đũa va vào nhau loảng xoảng một người đàn ông bạm trợn cao to đang ra sức đấm đá túi bụi vào một người đàn bà ông ta gầm lên mày để con bé trốn đi đâu rồi bây giờ lấy ai để bán làm người hầu cho phủ quan huyện chứ tiền tao nhận đủ rồi không giao người thì chúng cắt cổ đấy Người đàn bà khốn khổ kia chắp tay lại van nài. "Tôi không biết, tôi đi làm đồng về thì không nhìn thấy con đâu. Tôi thề, tôi không nói trước chuyện này, tôi không biết tại sao nó lại biết mà trốn đi." Ông chồng chẳng còn tâm trí mà nghe vợ trình bày. Ông ta cầm luôn cây điếu cày đập thẳng vào đầu người vợ. Không may cú đập quá mạnh, lại trúng chỗ hiểm nên máu từ đỉnh đầu cô tuôn xối xả. Người vợ chỉ kịp hắt ra một tiếng rồi đổ gục tại chỗ Đào thấy tim mình đập loạn nhịp Cô cắn tay để không phát ra tiếng động Cô lùi lại định tháo chạy Thì dẫm trúng cây thau Ông chồng nghe tiếng động Vội vàng mở cửa và lao ra ngoài Đứa nào Đứa nào Đào kinh hãi vội vàng bỏ chạy Phía sau người đàn ông đó vẫn hùng hồ đuổi theo Ông ta cầm theo con dao dựa chặt cùi Vừa chạy vừa hét Đứng lại Mày đứng lại cho tao Đào chạy tới bờ ruộng thì ngã xuống đám mạ mới gieo Cô kiệt sức không tài nào phản kháng được Chân cứng đờ chẳng thể nào nhúc nhích Đành phó mặc số phận Gã đàn ông kia cũng vừa chạy tới Hắn cầm lấy tóc của Đào Cứ như vậy mà lôi Mặc cho cô đang vùng vẫy tuyệt vọng Gào lên trong đau đớn Đào bị lôi vào trong nhà Quảng ngay chỗ xác bà vợ vừa bị đánh chết Cô nhìn thấy máu vẫn đang tuôn như suối Thì thấy bụng quặn lại một lực ép mạnh đẩy từ trong bụng trào ra cuống họng làm cho đào nôn thốc nôn tháo cô quỳ xuống hai tay xoa vào nhau van xin tha cho tôi tôi thể tôi không hé răng nửa lời tôi không biết chuyện gì hết chúng ta coi như chưa từng thấy nhau người đàn ông kia chém mạnh con dao xuống bàn làm cho đào kinh hãi nước mắt cô cứ giàn ruộng không ngừng đào biết lúc này đang cận kề cái chết người trước mặt to khỏe gấp mấy lần cô, tiền kia cầm chai rượu tu ưng ực, hắn đóng sập cửa và liếm mép. Đằng nào mày cũng tới đây, chi bằng chúng ta vui vẻ một chút. Xong rồi tao bán mày qua làm người hầu của quan tri huyện, một công đôi việc. Mày thích tự nguyện hay ép buộc? Mày nói đi, để tao ra tay thì không dễ chịu chút nào đâu. Đào cứ lùi lại, hàm răng va vào nhau cầm cập, cô bấm mạnh tay tới bật máu. Dường như chính sự sợ hãi Lại càng làm tên đó phân khích Hắn ta cười hình hịch Cười bỏ luôn bộ đồ trên người Lại đây Lại đây Tao không có kiên nhẫn mà chờ đợi đâu Đào bị dồn vào vách tường Cô không còn chỗ nào có thể trốn được Tên kia cơn thú tính trỗi dậy mãnh liệt Hắn ta lao vào Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày Giật phẳng chiếc áo ướt nhèm Trên người của đào ra Chiếc áo yếm cũng bị xé ra làm hai mảnh cả cơ thể trắng nõn bầu ngực căn mọng cướp phập phòng làm tim này lại càng thèm khát hắn vụt mặt vào ngực cô mà hít thả liếm láp đôi tay thô bạo cứ bóp nắn không ngừng đào hít một hơi thật sâu cô luồn tay vào cạp quần cầm chắc miếng sắt nhọn vòng qua cổ tên đó rồi dùng hết sức đâm lực thật mạnh hắn ta mở tròn mắt há hốc miệng sau đó gục trên người của cô đào đẩy mạnh tên đó xuống đất Đầm liên tiếp thêm mấy phát nữa Cô mặc vội lại áo ù té chạy khỏi nơi đây Chưa khi nào cô thấy kinh hãi Và bất an như lúc này Vừa tuổi vừa sợ Đào cứ khóc nấc lên Thầy Bu ơi Hai người đang ở đâu Cứu con với Con nhớ thầy Bu Con muốn được về nhà Trên bầu trời đen kịt Sấm chớt bỗng đùng đùng Từng ánh sáng rẹt ngang như muốn xé toạc cả màn đêm Đào chẳng suy nghĩ được nhiều Trong đầu của cô luôn nhắc nhở phải sống Nhất định phải sống và quay về Nhưng đúng là trời Không có chiều lòng người Mưa từ đâu cứ ảo ảo như chút nước Cả thân hình cô gái bé nhỏ ướt sũng Run lên vì gió lùa Từng thơ thịt Cảm giác muốn đóng băng tại chỗ Cô chỉ muốn gục ngã Nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại Không cho phép cô đầu hàng số phận Vậy là trong đêm thâu khi sấm sét rung chuyển cả đất trời Mưa không ngừng dối xả Thì vẫn có một bóng trắng nhỏ Đang xuyên mình để tìm sự sống Cô ấy luôn tâm niệm rằng Cơ hội do mình tạo ra Chứ không phải là do người khác ban phát Đào chẳng biết Cô chạy tới nơi nào Chỉ thấy một chiếc xe ngựa Đang chất đầy những thùng gỗ lên phía sau Người phu xe ăn mặc Giống như người làm trong phủ Bên cạnh có một người phụ nữ chắc cũng ngoài 40 Đào nằm bẹp xuống bãi cỏ Lắng nghe tình hình Người phụ nữ kia Nói chuyện át cả tiếng mưa Hôm nay chúng ta xui xẻo thật Tự dưng lại mưa lớn Xe còn hư hỏng thế này Về phủ muộn kiều gì cũng bị bà của trách Không biết vô chín Đã kiếm được người làm chưa nhỉ Người phu xe lúc này cũng lau nước mưa trên mặt Thôi thôi đi về Rồi tính tiếp Chỗ này hay có cướp lắm Bà nhớ cầm theo hũ cát bên người nếu có gì bất chắc ấy, Cứ hất vào mắt của chúng Người phụ nữ run như cầy sấy Thôi thôi ông đừng có dọa tôi Nhanh lên mà đi về Họ kiểm tra kỹ càng thêm một lần nữa Sau đó mới tiến về phía trước Đào nhân cơ hội này chạy thật nhanh Đu lên phía trên Để bám chắc vào những thanh gỗ Sau một hồi chật vật Cô cũng nằm bẹp được một góc Ở chỗ những cái thùng gỗ đó Đào không còn sức mà thở Nhưng cô vẫn kiên quyết bám thật chắc để mình không bị rơi xuống đất chiếc xe cứ chạy băng băng trên đường chẳng mấy chốc đã về tới phủ hai người kia xuống xe thì thất kinh nhìn thấy một cô gái đã bị ngất đi từ lúc nào họ sau một chút ngỡ ngàng thì lật đật khiêng cô vào trong bếp bà hải nói với ông phu xe thôi kệ đi đằng nào phủ mình cũng thiếu người làm cho cô ta ở đây cũng được đỡ mất tiền mua Đào bị sốt ly bì Cô nghe mang máng tiếng người nói chuyện Khi thấy mình đã được an toàn Cô mới dám yên tâm mà ngủ thiếp đi Tim của cô đang đập thình thịch không ngừng Còn ở phủ quan huyện Sau khi hưởng giả ngất Cứ tưởng trường sẽ thoát nạn Nhưng ai ngờ hành động này lại càng khiến cho cậu Văn căm ghét Cậu ấy không bao giờ dung túng cho những kẻ Có ý định lừa gạt, thủ đoạn Nhất là khi biết thầy bu cô Đã lén lút cấu kết với ông Pháp Sư Để vào đây làm lẽ thì cậu văn lại càng khinh ra mặt. Cậu muốn cho Hường biết ở đây không hề dễ dàng như cô mơ mộng, cưới xin càng không phải là trò đùa. Ánh thấy chồng không hề ngăn cản, thì nhanh mép, ánh mắt hơi cười. Cô ta lạnh giọng lên tiếng, lôi cô ta xuống, đánh mạnh vào, làm gương cho kẻ khác. Hương nuốt nước miếng ở ngực, nhưng đâm lao thì phải theo lao. Cô hận cái tên quan huyện tới tận xương tận tủy, nhưng bây giờ nghĩ tới cảnh 30 mươi gầy. Chắc cô chỉ có nước mà chết rũ xương Mọi khi ở nhà bị người phụ nữ kia Điên tiết đánh đập bằng đòn gánh Có vài phát thôi Mà cô còn nằm liệt giường tới mấy ngày Hương bị lôi nằm trên cây ghế gỗ Thằng Hớn đứng bên cạnh Cầm cây gậy dài đang đợi lệnh Lúc này anh nói to Đánh đi Thằng Hớn mới cầm cây gậy vùng lên cao Nó còn chưa kịp đập Hương Thì đã ôm mông hét toáng lên Ôi giời ơi Đau chết tôi rồi Cô cứ nước mắt ngắn nước mắt dài Làm thằng hớn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì xảy ra Rõ ràng nó còn chưa đánh được gậy nào Hướng đã bù lu bù loa Thầy bù ơi Đến đón con về đi Con mang tiếng cảnh vàng lá ngọc Vậy mà vào đây mấy ngày đầu tiên đã bị ăn đòn Thả con làm gì sai đã đành Con cả ngày chưa có hạt cơm nào vào bụng Con lại mắc bệnh hoang tưởng Cứ tưởng cơm nhà ta Cũng giống cơm nhà mình Thầy bù ơi Cô ta là hét tới trói tài Cứ tự biên tự diễn Nếu ai không biết Thì lại tưởng mọi người đang hùa nhau bắt nạt hường Mợ hậu lúc này chép miệng Thôi cậu ạ à, Tha cho cô ta đi Lần sau cô chú ý cách đi đứng ăn uống Mai tôi kêu bù tôi Dậy lại cô từ đầu Dọn chỗ này đi Xong rồi đi ngủ Hưởng vẫn xả vờ nằm khóc nức lên Giống như bị oan ức lắm Cô vừa sụt sùi vừa bưng bâm ra ngoài giếng đi rửa Còn kiến đi ngay bên cạnh nó cười khúc khích Mợ làm cứ như thật ý Vậy mà thoát nạn Còn phục mợ sát đất Tôi đau thật chứ cô tưởng là tôi đau giả vờ à Người ta đánh một nát cái mông của tôi rồi đây Tôi hay tiền đoán trước Được cảm giác lắm Nên mới khác người một chút Công nhận con nghe danh mợ đã lâu Hôm nay gặp mặt Đúng là chăm nghe không bằng một thấy Hưởng muốn moi thông tin từ nó Nhưng thấy vài người cứ lợn lờ ở đây Nên không dám hỏi Hưởng ngồi thử một góc dựa đầu vào thành giếng con kiến thoăn thoắt rửa từng cây bát bỗng hưởng lầm bầm à quên vậy đêm nay tôi ngủ ở đâu hay tôi ngủ chung với cô có được không mợ ở chung phòng với cậu văn cứ ai mới đến phải ở chung với cậu ấy một tháng à con nói mợ nghe cậu văn bị ma nữ quấy phá ông bảo phải lấy đủ bốn vợ tuổi phải kỵ với con ma đó mới hóa giải được Hưởng vốn sợ nhất là ma Ngài còn kiến kể Mà gai ốc cứ nổi lên từng mạng Cô ngồi thu lù một góc Môi mấp máy Thế còn mà đấy có xinh không Nó có đầy đủ chân tay như mình không Thế mà giả sử gặp nó ngoài đời Vật nhau Chẳng biết tôi có thắng được nó hay không Thật đấy mà Ở đây xưa có một cô gái chết trẻ Cô ấy là con gái nuôi mà ông đem về Cô xinh trẻ lắm Hơn cô gần có 2 tuổi thôi Lần đó khi đi chồng ngô phía sau phủ Thấy cô ấy bị trượt chân ngã xuống ao mà chết đuối nhưng mà Con nói mợ nghe này Kiên ghé sát vào tai của Hường Và nói rất nhỏ Đấy là ông bà nói cô ấy bị trượt chân ngã chết Chứ thực ra Là cô ấy bị giết Xong rồi ném xác xuống ao đấy Trên mặt cô sinh còn bị chém nát bét Không nhận ra cơ mà Ông bà cấm tiệt Không đứa nào được bàn luận lung tung Xác cô ấy đem ra ngoài đồng Và đốt luôn Hưởng nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc nãy thì cứ ôm bụng và thở dốc Không biết rồi lại có người nào xấu số Bị chết oan uổng Cô khó khăn lắm mới mở lời Thế rồi Xong thì sao nữa Sau khi cô ấy chết Thì cô ngần bệnh tình này một nặng hơn Cậu Văn cũng thường xuyên bị đau đầu Mợ không biết thôi Có đợt cậu ấy xanh xao gầy guộc như tàu lá chuối Cả đêm chợp mắt không nổi Khi mời ông Pháp Sư về đây Thì cậu ấy mới đỡ một chút hưởng nghe tới đây thì thần hồn nát thần tính cô đập nhẹ vào vai của kiến mày cứ toàn tưởng tượng linh tinh trên đời này làm gì có ma toàn hồ dọa nhau là chính có giỏi thử hiện hồn ra đây đấu tay đôi với tao đảm bảo chúng ấy à chạy té khói không kịp mà sách dép hưởng vờ dứt lời thì cô thấy dưới chân mình có vật gì đó mềm mềm ấm ấm đang cử động cô theo quán tính hất mạnh nó ra chạy từng từng vào bên trong miệng không ngừng kêu cứu, cứu ma Ma, cứu tôi Cô chàng nhìn đường mà đâm bồ vào cậu Văn Đang đứng giữa sân Hương bị bật về phía sau Nhưng miệng vẫn không ngừng lắp bắp Ma, ma À quên không phải Tôi ngủ với cậu Hương ủ té chạy vào buồng Làm cho Văn đứng gần tỏ té Cậu bước ra ngoài giếng và lạnh giọng nói Có chuyện gì đấy Tại sao cô ta lại điên khùng như vậy Kiến lúc này mới lý nhí Dạ có con cóc Nó bò vào chân của mợ ấy Chắc mợ ấy sợ quá nên mới như vậy thưa cậu Văn chán nản với cô gái này Cậu không biết trong đầu cô ta chứa cái gì Hậu mang bát thuốc ra tận nơi Đưa cho chồng Cậu uống đi May quá hồi nãy mấy đứa nó kiếm được ít thuốc khô Chị đau đầu Cậu uống tạm đi Mai ra chợ mua đồ mới Văn cầm bát thuốc Sau đó nhấp môi Môi vừa đắng vừa hắc Cực kỳ khó uống Cậu nhẹ nhàng Cô về ngủ đi Tôi mang bát thuốc vào buồng Xíu rồi tôi uống Mới ăn xong Bụng lúc này còn no lắm Thế cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhá Đừng có làm việc quá sức đấy Văn hiểu mợ ấy đang ám chỉ chuyện gì Nên chỉ gượng cười Rồi cầm bát thuốc đi vào trong buồng Hưởng đang nằm co do trên giường Chùm chăn kín mít Qua lớp chăn mỏng Vẫn thấy cả người cô ấy đang run bần bật Hình ảnh sợ hãi hồi nãy Hiện rõ lên ánh mắt không thể nào là già được Văn thắc mắc Không biết cô ấy đã nhìn thấy cái gì Mà lại mất kiểm soát tới như vậy Cậu nửa muốn hỏi, nửa lại không Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định lên tiếng Này, cô lên cơn đủ chưa Hưởng không đáp lại Chiếc chăn vẫn cứ rung không ngừng Mặc cho cậu hỏi tới lần thứ ba Cô không đáp Đoán được chuyện chẳng lành Văn vội vàng lật tung tấm chăn Thì nhìn thấy cô ấy mặt mũi lấm lem đất cát cậu lướt nhanh nhìn xuống tay thấy lao vẫn chưa sạch thì hiểu ngay ra vấn đề hôm sau có chát lên mặt thì phủi sạch cái tay đi làm sao cho giống một chút người ta còn tin là thật chứ cậu ơi tôi hình như sắp chết rồi tôi thấy thiên binh thiên tướng tôi lôi tôi đi rồi tôi sợ tôi không sống được lâu ừ mong họ tới sớm lôi cô đi cho đỡ ngứa mắt mà có khi quỷ dạ xoa thấy cô cũng chê chứ Chả muốn mang theo cô ấy chứ Thôi Đằng nào tôi cũng chết Hôm nay cậu ban ơn cho tôi Ngủ ngon lành một đêm Có như vậy tôi chết cũng mãn nguyện Cậu văn thở dài chán không thèm nói Cậu đặt bát thuốc xuống bàn Xoa xoa hai bên thái dương Dường như cơn đau vẫn chưa chịu dừng lại Hương thấy mặt cậu như vậy Thì bắt đầu hỏi nhỏ Này cậu bị đau đầu à Tôi có cách chữa đấy Nhà tôi có bài thuốc gia truyền Văn biết cô gái này chỉ có tài nói khoác Nên chẳng thèm bận tâm Nhưng cô ấy lại khẳng định Giống như đinh đóng cột Tôi thề có ngọn đèn dầu kia Tôi mà nói sai là nó tắt đi Còn chưa kịp nói dứt lời Thì một trong số mấy cây đèn kia đã tắt phụt Văn nhìn hưởng trưng hực Cô không biết nói sao cho cậu hiểu Nên gãi đầu nói tiếp Trời ạ à, Người ta nói thật mà còn không tin cô ấy ngồi bật dậy chẳng chút nề nang kéo cậu vào trong giường rõng dạc ra lệnh cậu cởi áo ra đi tôi bảo rồi tôi chữa được nếu không khỏi cậu cứ chặt đầu tôi xuống cậu mà không chữa kịp thời sau này nó ăn xuống lục phủ ngũ tạng là cậu chết đấy đau gấp ngàn lần như thế này ấy chứ hàng xóm nhà tôi có ông bị y chang cậu mà thầy tôi chữa khỏi đấy phương pháp này từ đời ông nội tôi truyền cho thầy tôi đến tôi là đời thứ ba rồi nghe cô ta cứ thào thào bắt tuyệt làm cho văn cũng nào núng cậu bị cơn đau hành hạ cho khôn đốn nhưng mà uống thuốc khắp nơi cũng chẳng ăn thua cậu ngại ngùng cởi áo ra còn cô gái kia thì cứ uống nước miếng mặt hào hào nhìn vào cơ thể săn chắc của cậu cô nhìn cái gì thế hả đang nghiên cứu làm từ đâu cho hiệu quả ấy mà thôi thôi cậu nằm xuống đi Cậu Văn cũng hiếu kỳ làm theo Hương lấy đồng xu trong túi áo Và một lọ nhỏ Dốc xung quanh lưng Chẳng biết cô ấy đổ thứ gì Mà lúc đầu thấy man mát Sau đó lại nóng rực Hương cầm đồng xu cứ trà mạnh vào lưng của cậu Văn Vừa làm vừa nói Bay đi là bay xuống Bay ngược bay xuôi Biến cho xa Xa cậu ấy ra ơi hỡi con ma Nếu mà gặp ta Hồn siêu phách lạc Cô ấy cứ ra sức cạo Lại hú hét Hệt như ông Pháp Sư đang làm lễ vậy Mở hậu bưng theo chậu nước ấm Mang vào trong phòng Tính cho cậu ấy ngâm chân Tiện thể xem hai người họ làm gì Đập vào mắt Nhìn thấy Hương đang ngồi trỗm trễ trên lưng của chồng mình Hậu không còn bình tĩnh được Chạy sọc đến Hật luồn chậu nước thẳng vào mặt của cô Mày Mày chán sống rồi à Hương bị tạt nguyên thào nước Người ướt như chuột lột Cô lắc đầu ngán ngẩm Mợ bị điên à không thấy tôi đang đánh gió cho cậu à Hậu nhìn thấy trên lưng chồng Trăng chịt các vết đỏ ửng Sợ hãi ôm chặt lấy cậu Nói không ra chữ Cậu, cậu ơi Trên lưng cậu ghê lắm Giống hệt mấy người bị đánh Mày, mày dùng tà thuật gì thế hả Nói mau Hưởng lúc này lầm bầm Đầu óc của mợ đúng là bệnh hoạn Tôi làm gì cơ chứ Hậu hoàng hốt kéo chồng dậy không ngừng kể lề những vết lạ trên lưng của cậu bà luyến đi ngang qua nghe cãi nhau ở Mỹ trong buồng thì bước vội vào xem có chuyện gì xảy ra hậu lúc này phân bua Bù ơi Bù nhìn lưng chồng con đây này không hiểu bị làm sao mà lạ lắm chính là cô ta đã ra tay hãm hại cậu Văn bà ấy vội vàng xoay người con trai lại bà nhìn thấy trên lưng hằn rõ hình bộ xương đỏ rực phần sau gáy thì tím bầm những vết chấm tròn Nhìn thôi cũng thấy đau đớn vô cùng Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Bước nhầm trốn hào môn Được viết bởi tác giả Mộc Miên Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 1 Cô gái tên Hường và cô gái tên Đảo Đã có thể thay đổi thân phận cho nhau Nhưng thật sự là hai người chả có ai là sung sướng và hạnh phúc cả Tâm An đã từng nghĩ tới một bộ phim nào đó có liên quan đến câu chuyện liên nhầm kiệu hoa và được chồng như ý. Nhưng trong câu chuyện này thì cô gái tên Đào có vẻ là bất hạnh hơn cô gái tên Hường. Bởi vì dù sao bây giờ Hường cũng bước vào và cùng chung sống với cậu Văn. Cho dù có bao nhiêu uh, mắt mũi giòm ngó, nhưng mà cô ấy cũng đủ sức mạnh để chống lại. Còn đối với Đào thì không biết sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của câu chuyện này để rồi xem tác giả Mộc Miên của chúng ta sẽ đưa tới chúng ta những bất ngờ như thế nào. Quý vị nhé! Còn bây giờ cho phép tâm an, xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.